Xin kính chào quý vị và các bạn, lại quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2022 nha các bạn. Còn có khoảng 20 ngày nữa thì là Tết Nguyên Đán rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi cập nhật nhanh tất cả những xe qua sử dụng mà công ty mình đang chào bán để cho các bạn chúng ta đang có nhu cầu mua một chiếc xe để chúng ta đi gia đình nè, hoặc là có những dự tính sau Tết thì trong cái thời điểm này mua xe khá hợp lý nha các bạn. Tại vì đa phần tất cả những cái xe đang được chào bán với một mức giá là theo đời 2022 rồi, giá rất là tốt luôn. Thì mình sẽ đi cập nhật nhanh nha các bạn. Đây là cái nơi trưng bày xe mới của công ty nè, đó, xe mới thì cũng đang ưu đãi rất là nhiều luôn. Thì các bạn có thể chúng ta cân nhắc chọn xe mới và xe cũ sao cho hợp lý nha. Còn phía trước này là cái nơi trưng bày xe cũ nha các bạn. Đó. Lượng xe công ty mình cũng không còn nhiều nữa, tại vì mấy nay thì thị trường xe cũng đang sốt lên, do đa phần khách hàng chúng ta mua xe để chúng ta đi Tết á. Và bên công ty mình thu xe thì cũng hơi khó nha các bạn, tại vì xe phải đặt đúng chuẩn thì công ty mình mới thu, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không tô đồng hồ, đúng chuẩn thì công ty mình mới thu được. Tại vì công ty nước ngoài cho nên những quy định cũng khắt khe nha các bạn. Rồi mình đi cập nhật nhanh nha các bạn. Đầu tiên là một chiếc xe cho các bạn chúng ta đi gia đình, Fortuner máy xăng số động một cầu 2019 màu bạc. Xe này đang được chào bán với mức giá là 965 triệu nha các bạn. Chạy được 61.000 km, mang biển số thành phố màu bạc. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, đầy đủ phụ kiện trên xe. Kế bên chính là Fortuner máy dầu số từ đời, máy dầu số sàn 2019 nha các bạn. Máy dầu số sàn 2019. Xe này đi được 51.000 km và giá chào bán là 890 triệu màu trắng. Đây là Fortuner máy xăng số động một cầu 2017, đi được 89.000 km và giá chào bán là 775 triệu nha các bạn. Đây là Fortuner máy dầu số sàn 2019 màu đồng ánh kim, đi được 23.000 km và giá chào bán là 900 triệu, đầy đủ phụ kiện trên xe luôn, màu đồng ánh kim. Cái xe Innova này bán rồi, đang tháo biển số ra rút gốc cho khách hàng nha các bạn. Tiếp tục Fortuner máy dầu số sàn 2020 màu trắng, giá chào bán là 915 triệu nha các bạn. Có hai chiếc màu trắng, một chiếc 220 và chiếc gần đó là 29 nha các bạn. Xe này cũng có khách cọc rồi, Innova 219. Xe này cũng vậy. Một chiếc xe nhỏ gọn số tự động cho các bạn chúng ta đi gia đình. Đó chính là chiếc Toyota Yaris 2015. Số tự động 1.3, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha các bạn. Xe này đi được 56.000 km và giá chào bán là 460 triệu. Màu trắng, mang biển số thành phố luôn. Nhỏ gọn. Chiếc Vios này bán rồi. Đây là Vios G 2019. Vios G 2019 nha các bạn, đi được 3.200 km và giá chào bán là 495 triệu màu vàng cát. Kế bên là một xe đến từ hãng Mazda, Mazda 2 2018, bản 1.5 số tự động, giá chào bán là 445 triệu, đi được 19.900 km nha các bạn, màu đỏ đậm rất đẹp luôn. Những xe đến từ hãng Mazda thì thiết kế khỏi chơi rồi. Rồi tiếp tục mình đi ra hàng sau nha các bạn. Chiếc đây là chiếc Fortuner. Đây là chiếc Fortuner máy dầu số tự động. Máy dầu số tự động 2019 nha các bạn, xe nhập khẩu Indonesia màu nâu đỏ. Chạy được 47.000 km và giá chào bán là 950 triệu nha các bạn. Máy dầu số tự động còn đúng một chiếc thôi. Đó. 950 triệu. Kế bên là một chiếc xe Innova, Innova số tự động 2013, đi được 125.000 km và giá chào bán là 390 triệu cho các bạn. Màu nâu vàng, với một chiếc để chúng ta đi gia đình luôn, 8 chỗ rộng rãi, chỉ có 390 triệu mà số tự động nữa nha các bạn. Rồi đó là tất cả những xe qua sử dụng mà bên công ty mình đang chào bán nha các bạn. Thì lượng xe cũng không còn nhiều, và mỗi ngày thì công ty mình về khoảng độ 3 đến 4 chiếc xe gì đó. Thì đa phần có những khách hàng đặt sẵn đó. Thì nói chung khi nào xe nào có khách cọc trước thì sẽ ưu tiên cho khách hàng đó. Thì nếu như các bạn chúng ta đang tìm xe gì đó, đang yêu thích mẫu xe nào, có thể gọi cho mình qua số điện thoại nha. Mình sẽ lưu lại, và khi nào có xe về mình sẽ liên hệ lại nhanh cho các bạn, để chúng ta kịp thời sở hữu những mẫu xe mà chúng ta yêu thích, tránh mất cơ hội nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review cập nhật bảng giá xe ngày 11 tháng 1 của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.
Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.